Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix Server step by step trên nền CentOS. Thì để mà cài đặt thì chúng ta cần disable firewall và CLinux. Để disable firewall, ta dùng lệnh system control stop firewall đi. Ok. Sau đó tắt không cho switch khởi động cùng hệ thống, switch firewall khởi động cùng hệ thống. Ta sẽ kiểm tra trạng thái của CLinux. CLinux viết tắt của Security Linux. Trạng thái hiện tại đang là enable. Ta cần disable. Ta sẽ vào etc clinux config. Ở dòng CLinux này đang trạng thái đang là enforcing. Ta sẽ chuyển lại thành disable. Sau khi cấu hình xong và lưu lại thì vẫn chưa ăn đâu. C status vẫn đang là enable. Ta cần phải reboot lại server để cho config nhận. Mình đang reboot lại server. Sau khi server reboot xong, ta kiểm tra lại trạng thái của cstatus. Và để cài đặt, ta cần load gói install của Zabbix về. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một đường link ra download của Zabbix server version 4.0. Ta dùng RPM để load file này về. Sau đó sẽ install file. Install các gói cần thiết cho việc cài đặt. Như Zabbix Get, Zabbix Agent, Zabbix Server MySQL, Zabbix Web MySQL và MariaDB. Rồi, vậy là tất cả các service cần thiết chúng ta đã cài đặt xong. Bây giờ chúng ta sẽ start Maria Database. Chính là MySQL đó các bạn. Cho phép khởi động cùng hệ thống. Ta sẽ kiểm tra MySQL chúng ta vừa cài đặt. Ta sẽ show database thì sẽ show ra được tất cả các database mặc định khi mà chúng ta vừa cài đặt. Đây là 4 database default.
Để mà sử dụng được cho Zabbix Server lưu trữ thông tin, ta cần định dạng cái database mà chúng ta mong muốn. Chúng ta cần phải tạo thêm database tên là Zabbix và tương ứng với cái định dạng mà Zabbix họ yêu cầu. Sau đó cấp quyền cho Zabbix có quyền trên cái database vừa mới tạo. Thì ở đây là user Zabbix trên localhost sẽ có quyền, toàn quyền trên cái database name là Zabbix với cái password này. Chúng ta lưu lại cái password này, chúng ta tí nữa sẽ sử dụng tới. Rồi, database Zabbix chúng ta vừa mới tạo. Sau vừa khi mà vừa mới tạo thì database này hoàn toàn trống, ta sẽ truy cập vào database Zabbix, dùng lệnh use Zabbix show table. Thì đây, empty, hoàn toàn không có một row nào hết, không có một table nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải nén ta truy cập vào đường dẫn này. Thì trong đường dẫn này, khi mà ban đầu chúng ta load file RPM thì đã có chứa sẵn thông tin để giải nén. Đây là file mà chứa thông tin của các table, các row, các định dạng sử dụng cho Zabbix server. Ta sẽ giải nén dùng lệnh gcat giải nén vào MySQL với username là Zabbix. Rồi, sau khi đã giải nén xong, ta sẽ truy cập vào database để kiểm tra tiếp. Để kiểm tra cái database Zabbix khi nãy mà chúng ta show table không có. Bây giờ chúng ta sẽ show table lại. Đây, sau khi import xong, chúng ta đã có 144 rows tương ứng với 144 table. Tiếp đến chúng ta sẽ đi config Zabbix server. Config những gì? Config cái tham số kết nối giữa Zabbix server và database. Thì chúng ta sẽ config những thứ như là username, password, port, IP, database name của chúng ta là Zabbix. Chúng ta sẽ không thay đổi username cũng là Zabbix. Và chúng ta cần thay đổi tham số là database password ở đây. Lưu ý là config này có quan trọng phần in thường vịnh hoa. Các bạn chú ý chỗ này. Password này chúng ta sẽ pass cái pass khi nãy mà chúng ta tạo. Đây. Lưu ý là chỗ này phải đúng nha. Sai là sẽ không có stack được Zabbix server đâu. Rồi. Mặc định Zabbix đang là múi giờ đang là 0 châu Âu. Chúng ta cần phải chuyển về lại múi giờ của Việt Nam là Hồ Chí Minh. Nếu không chỉnh chỗ này time zone khi mà chúng ta bắt đầu cái bước cài đặt trên giao diện web cũng sẽ fail do không đồng bộ giữa time zone của Zabbix và time zone của hệ thống. Ok, bây giờ chúng ta sẽ start Zabbix server. Start Apache trước cũng được. Sau khi start xong thì cho phép khởi động cùng hệ thống.
stack Zabbix server. Thật ra mình stack trước thằng nào cũng được hết. Rồi, stack xong cũng cho phép khởi động cùng hệ thống luôn. IP address. IP của máy này đang là 10.250.0.5. Mình sẽ dùng browser và truy cập web. Đây là giao diện web, giao diện first look khi chúng ta vừa cài đặt xong. Next step. Đây là cái thông số mà chúng ta đã khai ban nãy. MySQL, Hồ Chí Minh Time Zone. Đây là phần khai báo database. Chúng ta chỉ phải điền lại cái phần password khi nãy thôi. Còn lại là default hết. Rồi, next step. Các giá trị localhost bọt này là thường là default. Default của Zabbix server là 10051. Còn Zabbix agent là 10050. Next step. Rồi, summarize lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần cài đặt Zabbix server. User default là admin Zabbix. Đây, Zabbix server running. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần cài đặt Zabbix server step by step trên nền Linux.